Hồng Lê và Trung Nhã xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Sáng miền Tây trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1. Thưa quý vị, những ngày qua, không chỉ người dân Việt Nam mà rất nhiều bạn bè quốc tế cũng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đã được ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó, đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm nhiều dấu ấn nổi bật của Tổng Bí thư, từ đó góp phần nâng tầm đối ngoại của Việt Nam. Chương trình Sáng miền Tây hôm nay xin được điểm qua những tình cảm mà các nhà ngoại giao quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó là nhiều diễn biến thời sự vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Điểm thi khối C00 tăng đột biến, nhiều thí sinh lo lắng điểm chuẩn sẽ tăng mạnh. Hết thời hạn nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, căn biệt thự xây dựng trái phép ở Cà Mau sẽ bị tháo dỡ. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ ghi dấu ấn sâu sắc đối với sự phát triển của Việt Nam, mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt các nhà ngoại giao quốc tế, là một nhà chính trị ngoại giao tài ba. Đặc biệt, nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam mà Tổng Bí thư nhiều lần nêu trong các bài viết phát biểu về đối ngoại là sự phản ánh khái quát, trọn vẹn nhất những nội dung cốt lõi và xuyên suốt về triết lý, quan điểm, tư tưởng của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Hơn 3 năm kể từ lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi vẫn nhớ như in hình ảnh một nhà lãnh đạo tài năng, mẫu mực, chân thành, giản dị. Với ông, sự ra đi của Tổng Bí thư là niềm tiếc thương vô hạn đối với đất nước, nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, trong đó có Indonesia. Sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là mất mát của đất nước và nhân dân Việt Nam, mà khu vực và cộng đồng quốc tế đều cảm thấy buồn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đất nước Việt Nam về sự mất mát này. Chưa một lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã bày tỏ sự ngưỡng mộ về tài năng của Tổng Bí thư. Đặc biệt với đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam, một nền ngoại giao rắn rỏi nhưng không cứng nhắc, mềm dẻo nhưng không yếu ớt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bối cảnh thế giới nhiều xung đột hiện nay, ngoại giao cây tre thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo mà vững chắc từ gốc. Triết lý ngoại giao khéo léo này đã mang đến những thành tựu trong đối ngoại của Việt Nam, góp phần rất quan trọng giúp Việt Nam phát triển và tiến bộ rất vững chắc. Một đời tận tụy với công việc, hết lòng vì nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn với vai trò người cộng sản kiên trung, xuất sắc và nhà lãnh đạo mẫu mực, tài năng trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Còn một ngày nữa, nghi lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được tổ chức, nhưng quốc tang trong lòng người dân đã bắt đầu từ thời khắc nhận tin Tổng Bí thư từ trần. Những ngày qua, nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã lặng lẽ thực hiện nghi thức treo cờ rủ, thể hiện lòng tiếc thương vô hạn và tri ân công lao to lớn với nhà lãnh đạo đáng kính của đất nước. Cùng với cả nước, những ngày qua, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều tòa nhà, cơ quan doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt thực hiện treo cờ rủ. Nhiều nhà hàng khách sạn ở quận nhất cũng thực hiện nghi thức này. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hình thức quốc tang đến các tổ chức cá nhân sinh sống làm việc trên địa bàn và khu vực phía Nam. Cụ thể, lễ viếng từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7. Sau đó, lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7. Địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất ở số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận Nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện
các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen, ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trong 2 ngày quốc tang. Hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến đặt vòng hoa dâng hương viếng nghĩa trang Hàn Dương và tặng quà đối tượng chính sách, người có công, cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác nguyện cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến thắp nhang tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàn Dương, trong đó có mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Hồ Văn Năm, Lưu Chí Hiếu và thực hiện nghi lễ thỉnh chuông dân hương tại đền thờ Côn Đảo. Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đến thăm tặng quà 76 đối tượng chính sách, người có công, cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn huyện Côn Đảo. Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước để giáo dục con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 1988. Sau 32 năm hoạt động cơ sở vật chất xuống cấp, tháng 10 năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công công trình xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Đến nay, công trình đã hoàn thành 100% tầng 1. Các tầng còn lại dự kiến sẽ bàn giao vào quý 3 năm nay. Theo kế hoạch, bảo tàng sẽ tổ chức phục vụ hoạt động thăm viếng dân hoa, dân hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kể từ ngày mai 25 tháng 7. Sáng 22 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng các đại biểu đã thành kính dân hương, dân hoa tưởng nhớ và thực hiện nghi thức an vị phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sự kiện do Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, tôn vinh hình ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Công trình xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi có chiều cao 20m, diện tích xây dựng hơn 1.700m², tổng diện tích sàn hơn 8.550m². Đây cũng là bảo tàng sử dụng công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến đồng bộ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế khi vận hành, bảo trì, sử dụng tối đa công năng, thuận lợi nhất cho hoạt động bảo tàng và phục vụ công chúng. Theo thống kê dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, số bài thi đạt điểm 8, 9, 10 môn ngữ văn, lịch sử, địa lý năm nay tăng cao, dẫn đến mức điểm từ 24 đến 30 ở tổ hợp khối C00 gồm các môn văn, sử, địa cũng tăng mạnh so với năm ngoái. Điều này khiến cho nhiều thí sinh lo lắng, nhất là trong giai đoạn các em đang quyết định đăng ký chọn trường, chọn ngành cho tương lai. Đánh giá dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục Đào tạo có thể thấy, điểm thi khối C00 tổ hợp ngữ văn, lịch sử và địa lý năm nay tăng đột biến. Trong đó, số thí sinh thi khối C đạt 28 điểm tăng 6 lần, 29 điểm tăng hơn 10 lần và 30 điểm tăng 54 lần so với năm 2023. Đặc biệt, cả nước có tới 19 thủ khoa khối thi này là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra. Năm nay, tỉnh Trà Vinh bất ngờ vươn lên xếp vị trí thứ hai cả nước về điểm thi môn văn. Cùng với đó, điểm môn địa lý cũng tăng đột biến, khi số điểm 10 gấp 90 lần so với năm 2023, điểm sử cũng trong chiều hướng tăng ở mức giỏi. Cộng hưởng tăng điểm giỏi ở cả 3 môn khiến thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng khối C00 phải cân nhắc, thậm chí với cả thí sinh thủ khoa năm nay. C00 tức là các khối ngành xã hội, và các ngành xã hội thì tôi nghĩ là cái mức điểm tăng sẽ cao hơn so với năm ngoái từ 1 đến 2 điểm. Theo các chuyên gia, điểm thi tăng là niềm vui của thí sinh và các trường phổ thông. Song với việc tuyển sinh đại học thì lại có những quan ngại
khi tình trạng các thí sinh đạt điểm rất cao, không đổ ngành hot có thể tái diễn. Chỉ trong khoảng 3 tuần qua, đã có trên 26 triệu hồ sơ khách hàng được thu thập, đối chiếu thông tin xin trắc học với căn cước công dân gắn chip. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị sơ kết triển khai đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sáng hôm qua tại Hà Nội. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 22 tháng 7, ngành ngân hàng đã xác thực được dữ liệu sinh trắc học của gần 26 triệu 300 ngàn khách hàng qua căn cước công dân gắn chip, trong đó có 22 triệu 500 ngàn người xác thực qua ứng dụng và 3 triệu 800 ngàn người thực hiện tại quầy. Ngân hàng Nhà nước đánh giá việc xác thực hơn 26 triệu khách hàng trong 22 ngày là rất nhanh, ngành ngân hàng đã thực hiện đồng bộ và tích cực. Bên cạnh những kết quả tích cực, đại diện Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận đã xuất hiện hiện tượng giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ gọi điện để giúp khách hàng thực hiện sinh trắc học. Các đối tượng dẫn dụ khách hàng xác thực qua đường link, ứng dụng lạ để chiếm quyền sử dụng điện thoại rồi chiếm đoạt tiền. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã lập tức có văn bản hướng dẫn cảnh báo để các ngân hàng truyền thông và có giải pháp xử lý. Cơ quan này lưu ý khách hàng chỉ cập nhật sinh trắc học qua ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc tại quầy, không cung cấp qua bất kỳ đường link hoặc ứng dụng lạ nào để tránh rơi vào bẫy lừa của các đối tượng tội phạm. Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn hơn 21.000 căn nhà trên và ven kênh rạch cần phải di dời để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, do ngân sách ít, khó thu hút vốn đầu tư bên ngoài, thủ tục đền bù tái định cư phức tạp nên tiến độ di dời đang rất chậm. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố vừa đề xuất hỗ trợ tối đa 70% giá bồi thường đối với đất lấn chiếm kênh cao gần gấp đôi so với trước, đồng thời giúp cho người dân tái định cư. Nội dung này được nêu trong công văn về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư với dự án thu hồi đất, di dời nhà trên và ven kênh rạch vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất này, hộ dân có nhà đất ở ven kênh rạch hình thành do lấn chiếm sẽ được tăng mức hỗ trợ so với trước đây. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị đất sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ được hỗ trợ chung một mức 70% giá bồi thường đất ở. Mức hỗ trợ này được áp dụng thống nhất, không phân biệt bị thu hồi một phần hay toàn bộ. Trường hợp sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì không được hỗ trợ. Diện tích đất để tính hỗ trợ là phần đất có nhà, công trình, kiến trúc. Lý giải về đề xuất này, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng mức hỗ trợ như trước đây không nhận được sự đồng thuận của người dân. Mốc thời gian mới được xác định dựa vào luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, có lợi hơn cho người dân. Liên quan đến vụ căn biệt thự được cho là đẹp nhất ở Cà Mau xây dựng trái phép trên diện tích đất nuôi trồng thủy sản, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cho biết đang phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện quy trình cưỡng chế và xử lý các bước tiếp theo đối với căn biệt thự này do đã hết thời hạn nhưng chủ căn biệt thự vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng một phần đất của chủ nhà không được chính quyền chấp thuận do chưa đúng quy định. Cụ thể, việc nộp tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan diện tích 2.300 m2 đất xây dựng biệt thự không được phép ghi nợ. Trước đó, ông Hồ An Tập, chủ biệt thự xây trái phép tính toán tổng số tiền phải nộp lên tới hơn 10 tỷ đồng, nên xin chuyển đổi một phần diện tích đất. Thời hạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến ngày 20 tháng 7 này đã hết hạn, nên thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn rà soát các quy định để xử lý, cưỡng chế. Động thái này được đưa ra sau gần 2 năm, biệt thự của ông Tập bị xác định xây trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, giáp tuyến Quảng Lộ – Phụng Hiệp. Công trình gồm khối nhà chính 3 tầng, cùng dãy nhà sát hàng rào diện tích xây dựng hơn 339 m2 trên thửa đất rộng 2.300 m2. Ông Tập đã bị chính quyền xử phạt 22 triệu 500 ngàn đồng, đồng thời buộc hồi phục lại hiện trạng ban đầu. Va chạm giao thông với ô tô, người phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk bị cuốn vào gầm xe, kéo lê trên đường khoảng 10 mét. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân đã hô hoán để ô tô dừng lại, đồng thời hợp sức nâng ô tô để cứu người phụ nữ gặp nạn. Theo camera an ninh, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 23 tháng 7, chị Nguyễn Thị Hằng, 33 tuổi, chạy xe máy trên đường Yut, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, ô tô do Nguyễn Văn Đức, 70 tuổi, cầm lái đang chuyển hướng sang trái để đi thẳng đã tông trúng xe của chị Hằng. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bất tỉnh. Lúc này, tài xế ô tô bất ngờ đạp ga, khiến xe lao thẳng về phía trước, cán qua người nạn nhân, kéo lê khoảng 10 mét mới dừng lại.
phát hiện sự việc, hàng chục người dân xung quanh đã đến hỗ trợ cùng nâng ô tô để cứu nạn nhân. Sau vài phút, nạn nhân được cứu từ gầm xe ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương sườn, đa chấn thương. Nhận tin báo, công an thành phố Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, người đàn ông lái ô tô thừa nhận do luống cuống, không làm chủ tay lái, đã đạp nhầm chân ga khiến cho xe lao nhanh, không kiểm soát được, gây ra vụ tai nạn. Từ nửa cuối tháng 7, thị trường laptop tại Việt Nam bắt đầu trở nên sôi động. Đây là thời điểm mà nhiều học sinh, sinh viên chuẩn bị cho việc nhập học. Do đó, nhu cầu mua sắm các thiết bị như laptop, máy tính bảng cũng dần tăng cao. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tin thị trường sau đây để cập nhật những mẫu laptop nào đang giảm giá, cùng với một số tin tức đáng chú ý khác. Để phục vụ nhu cầu trang bị laptop mới cho sinh viên, học sinh vào mùa tựu trường, hiện các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng điện tử bày bán đủ các loại laptop đời mới, kết hợp triển khai chương trình tặng quà giảm giá hấp dẫn. Qua đó giúp cho sinh viên, học sinh dễ dàng mua được chiếc laptop mới, vừa phù hợp túi tiền, vừa có chất lượng tốt, đáp ứng cho nhu cầu học tập. Hiện tại, hàng loạt mẫu laptop thuộc phân khúc phổ thông và cao cấp đều được điều chỉnh giảm giá. Mức giảm dao động từ 1 tới 4 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Cụ thể, laptop Acer Aspire 3 có mức giảm 2 triệu đồng xuống còn 8 triệu 990 ngàn đồng. Acer VivoBook X140ZA giảm 1 triệu 500 ngàn đồng xuống còn 10 triệu 490 ngàn đồng. Ngoài ra, Dell Vostro V3520 được giảm về 14.700.000 đồng, HP Pavilion 15 giảm còn 17 triệu đồng hay Lenovo IdeaPad 1 giảm còn 10.990.000 đồng. Trong khi đó, với các dòng laptop gaming, đồ họa hay kỹ thuật, phân khúc giá từ 15 đến 18 triệu đồng hiện nay có doanh số tốt nhất. Với ưu đãi từ chương trình Back to School, các học sinh sinh viên còn được giảm thêm 5%, tối đa 500.000 đồng khi mua laptop. Trong nửa đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh gần như không có nguồn cung đất nền mới, trong khi các khu vực giáp ranh xã hàng nhỏ giọt chủ yếu đến từ nhà đầu tư ngọt tài chính, thanh khoản thị trường vẫn chậm. Số liệu từ DKRA Group cho thấy, trong quý 2 vừa qua, nguồn cung đất nền trên thị trường sơ cấp tăng khoảng 5% so với quý trước đó, tập trung chủ yếu ở các thị trường giáp ranh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Sức cầu chung của thị trường tuy có cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với thời điểm trước dịch Covid-19. Giao dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá trung bình dưới 30 triệu đồng một mét vuông. Cá biệt tại thành phố Hồ Chí Minh có dự án giá cao nhất lên tới 140 triệu đồng một mét vuông, còn tại Đồng Nai là 74 triệu 100 ngàn đồng một mét vuông. Còn theo bấtđộngsản.com.vn, trong quý 2, lượng tin đăng bán đất nền trên chợ trực tuyến bắt đầu tăng sau 4 quý liên tục giảm. Cụ thể, tin chào bán đất nền tăng 34% so với quý trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu tìm kiếm loại hình này cũng tăng 18%, nhưng giá bán không mấy biến động. Theo đơn vị này, nhu cầu tìm kiếm đất nền nhìn chung có cải thiện, nhưng chỉ cục bộ tại một số khu vực, chủ yếu là các tỉnh miền Bắc. Với thị trường phía Nam, giao dịch chỉ diễn ra cục bộ tại một số khu vực có câu chuyện về hạ tầng, quy hoạch và giá bán tiếp tục đi ngang. Theo các chuyên gia, gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư sáng giá. Đầu tuần này, nhiều ngân hàng tiếp tục có xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, trong đó có ngân hàng đã tăng lãi suất vượt mốc 6% lên mức 6,2% một năm ở kỳ hạn 12 tháng. Cụ thể, AB Bank đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng cho khoản tiền gửi tiết kiệm trên kênh online từ 6% lên 6,2% một năm. Mức lãi suất này được cho là cao nhất thị trường tiền gửi ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng cũng được ngân hàng này điều chỉnh tăng nhẹ 0,1% lên 4,1% một năm. BIDV cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng thêm 0,1 điểm lên thành 4,9% một năm. Các kỳ hạn còn lại, ngân hàng này giữ nguyên mức lãi suất hiện hành. Nhìn chung, thị trường lãi suất tiền gửi ngân hàng từ đầu tháng 7 đến nay có biến động nhẹ với xu hướng chung là tăng. Một số điểm đáng chú ý là có nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Mức tăng dao động từ 0,1% đến 0,5% tùy ngân hàng và kỳ hạn. Giá vàng hôm qua trên thị trường quốc tế tăng nhẹ,
dao động trên dưới 2.400 đô la Mỹ một ounce. Vàng miếng SJC trong nước giảm 500.000 đồng mỗi lượng cả chiều mua và bán, mất mốc 80 triệu đồng chiều bán ra. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết như sau: mua vào 77.500.000 đồng một lượng, bán ra 79.500.000 đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KLG 4 số 9 mua vào 7.500.000 đồng một chỉ, bán ra 7.600.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang Kim Long KLG 24 carat mua vào 7.400.000 đồng một chỉ, bán ra 7.580.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp Kim Long KLG 18 carat mua vào 5.150.000 đồng một chỉ, bán ra 5.450.000 đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng, theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 25.127 đồng, bán ra 25.477 đồng, đô la Úc mua vào 16.392 đồng, bán ra 17.089 đồng, euro mua vào 26.885 đồng, bán ra 28.360 đồng, bảng Anh mua vào 31.917 đồng, bán ra 33.274 đồng, Yên Nhật mua vào 156 đồng, bán ra 165 đồng. Thưa quý khán giả, huyện Châu Thành là một trong những địa phương chuyển đổi sang trồng sầu riêng sớm nhất tại Đồng Tháp. Thời gian gần đây, ngành hàng sầu riêng ở Châu Thành đang từng bước được nâng tầm với những bước đi bài bản. Ngay sau khi Châu Thành được chính thức công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, hợp tác xã sầu riêng Cái Tàu Hạ cũng ra đời, trở thành hợp tác xã chuyên về cây sầu riêng thứ hai sau hợp tác xã sầu riêng Phú Hữu. Giữa tháng 5 năm 2019, Hội quán Phú Nông của những người trồng sầu riêng ở Cái Tàu Hạ đã được cho ra mắt. Từ sản xuất riêng lẻ, mạnh ai nấy làm, hội quán đã giúp những người trồng sầu riêng tại đây biết chia sẻ, gắn kết với nhau hơn. Trước đây là cũng thành lập cái hội quán mà cũng đã lâu rồi, là học hỏi lẫn nhau. Cũng người thì có những cái môn này hay, người có môn kia hay thì mình học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, thì cái đó thấy cũng quý báu chứ cũng không có cạnh tranh để làm gì. Khi thời điểm đủ chín mùi, hợp tác xã được thành lập cũng đã đáp ứng đúng theo nguyện vọng của các thành viên hội quán, của những người trồng sầu riêng Cái Tàu Hạ. Công tác vận động diễn ra vô cùng thuận lợi và nhận được sự đồng tình cao. Cái hội quán mà lên được cái hợp tác xã thì hội trong cái hội viên là tôi thì cũng khắc phục là làm là kỹ thuật rồi là bảo vệ thực vật rồi kia cho đúng cách, có cái bảo quản bảo trì rồi có cái kết nối này kia, thấy có cái hy vọng là tương lai sẽ sáng hơn. 33 thành viên đầu tiên của hợp tác xã trong ngày thành lập cũng chính là toàn bộ những người trồng sầu riêng trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ. Hoạt động của hợp tác xã trước mắt là tạo điều kiện cho các hộ dân sản xuất sản phẩm đạt chất lượng để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, bao tiêu sản phẩm để ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho thành viên. Đến thời điểm này thì tổng số diện tích của sầu riêng của thị trấn Cái Tàu Hạ đến thời điểm này là 62 hectare. Thì trong khi đó là đã cấp vùng hai mã vùng trồng cho hai cái diện tích này của Mõn Thôn và Ghi Sáu. Thì trong thời gian tới thì chỗ hợp tác xã sẽ chủ lực đưa cái sầu riêng ra cái thị trường cho nó càng ngày nó càng phát triển hơn, kết nối với truyền thông các nhóm Zalo hoặc là các cái kênh bán hàng này nọ cho các cái nhiều cái địa phương khác để biết đến cái sầu riêng của thị trấn Cái Tàu Hạ. Hợp tác xã thành lập, địa phương cũng dễ dàng hơn trong việc định hướng sản xuất, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy chuẩn. Xa hơn nữa là việc xây dựng thương hiệu cho trái sầu riêng Cái Tàu Hạ, khẳng định chất lượng của trái sầu riêng được trồng tại mảnh đất này, từ đó thu hút được các doanh nghiệp đến thu mua tươi hay chế biến. Ủy ban dân thị trấn sẽ quan tâm hơn, là sẽ hướng đến là đăng ký cái sản phẩm ô cốp về cái mặt hàng sầu riêng của thị trấn Cái Tàu Hạ, thương lái là các cơ sở mà thu mua là nó sẽ dễ dàng hơn so với trước đây, tại vì nó có cái đầu mối mà để mà chúng ta mà để mà cung cấp sầu riêng và nó sẽ có uy tín hơn.
với hiệu quả kinh tế vượt bậc, diện tích không ngừng gia tăng. Sầu riêng hiện nay hầu như địa phương nào cũng có. Tuy nhiên, ở mỗi địa phương, mỗi khu vực cũng sẽ cho ra đặc điểm khác nhau, chất lượng trái khác nhau. Huyện Châu Thành đang nỗ lực xây dựng hình ảnh trái sầu riêng của mình bằng sự bài bản, chuyên nghiệp. Trước khi khép lại Sáng miền Tây hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết trong ngày và đêm nay qua một chuyện nắng chuyện mưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay ảnh hưởng từ cơn bão số 2 vẫn còn tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Theo dự báo, ban ngày khu vực này có nắng gián đoạn, trưa, chiều và đêm đều có mưa dông. Trong cơn dông, đề phòng có gió giật mạnh, lốc, sét, nền nhiệt tại Nam Bộ phổ biến từ 24 đến 33 độ C. Trong khi đó, từ chiều qua đến ngày hôm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ giảm dần. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ ngày mai, ngày 25 tháng 7, thì mưa lớn ở các khu vực này mới có xu hướng giảm dần. Cũng theo dự báo thì hiện nay, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các dòng sông từ 2 đến 5m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị, người dân cần chủ động ứng phó. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.